Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game hay tài chiến mình đây, từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video như subscribe và một subscribe channel phát triển nha anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi hốt code fan cứng mới nhà phát hành anh em, quà gift code fan cứng của nhà phát hành và cho đó cùng nhau đi vui chơi sự kiện tuần mới các bạn. Hiện tại tuần mới thì chúng ta đã mở rồi anh em, không biết các bạn đã chơi đâu rồi, đã quẩy chưa? Hôm nay tôi bắt đầu mới quẩy đây. Thế chúng ta ghé qua fanpage thì anh em trước khi nói qua vụ fan cứng. Thông báo bảo trì, tôi thì bên đây tôi đã thông báo anh em rồi, bên đây làm thêm 1-2 kênh, 1-2 video game nữa nên là video game nó sẽ giảm xuống. Nhưng bù lại chất lượng nó sẽ hơn. Các video giờ chưa tổng hợp đầy đủ hơn mọi thông tin hot nhất. Lối Facebook hiện tại đã có rồi, anh em nào có thì liên hệ nhà phát hành này, lối Facebook này, lối Facebook hoàn tất rồi. Thế anh em. Hóa nhất hiện tại chắc là chúng ta có quà fan cứng anh em 5:16, 5:19, vừa phát ra cái đây 3 phút bạn, tôi đang quẩy sự kiện, tôi đã vừa mới đổ đến chỉ 10 sao xong thì quay ra thì check thấy có fan cứng rồi anh em. Ok các bạn, trước mắt thì tôi sẽ làm luôn cái sự kiện này để xem còn thiếu bao nhiêu, tôi làm luôn để hốt quà cho nó fail anh em. Đấy. Có quà X2 à, mùa này có quà X2 à. Ui, nhận San Diego ẩn kìa. Như đá X2 à, mùa này có kim đá X2 anh em, có kim Thao Văn Pi, có đánh boss này. Tôi vừa mới đổ lính chỉ 10 sao xong các bạn đây. Chúng ta còn hệ chính xác và hệ sinh khí nữa đúng không? Ok. Tướng. Chính xác và sinh khí ok túi vậy. Chính xác từ mối Lami, bung Lami ra này, tôi bung mảnh mà. Sinh khí. Bung cà rốt ra. Rồi ok các bạn, hoàn tất sự kiện luôn, nợ món quà cũng với quà phản cứng anh em. Đây, quà phản cứng tháng 5. Chúng mình mới phát bạn nào chưa nhận thì trên thủ online nhận quà phát cứng thì khá là ngon, được 1k kim cương, 20 thùng bia, 10 đá lục anh em, 5 belly và 5 epi. Bữa sự kiện thì tôi đã nói rồi, anh em nào chưa tham gia thì giờ cũng không nhận được đâu. Đâu bác nào đã tham gia thì trên thủ online nhận quà nhá. Nó tham gia nào tầm này hỏi này thì chịu chết các bạn nhá. Đâu nào tầm này đi hỏi tôi giờ mày hỏi tham gia như nào đấy thì thôi chưa buồn, bạn quay vô mất nượt, không quà đâu. Ừ thế nhá. Rồi được rồi, vào việc thôi anh em, chúng ta cùng nhau đi quẩy sự kiện lần mới nào. Trước mắt hiện tại trong túi tôi đang có 135 thùng bia, 676 xu vòng quay. Ok, xem nào, sự kiện này chúng ta còn những gì đây. Đầu tiên là sô-cô-la, tôi sẽ đổ lên 180 túi trước anh em. Còn đâu còn dư là tính sau. Chưa mua hải tạc. Mùa này chắc không có gì đặc biệt, có mua đánh boss, không biết đang chơi pool hay không. Chưa biết anh em xu vòng quay này. Chúng ta có chưa mua đặc biệt, mốc 150 có gì hot, không có gì đặc biệt hơn các bạn. Lanh quanh thì có đổi đến chỉ 10 sao anh em, kho báu truyền thuyết. Ok, coi sốc cỏ 4 lá này. Ở đây thì anh em kiếm được 150 thùng bia. Rất là ngon luôn, cái này thì rất là ngon anh em. Chắc tôi sẽ quay thêm cỏ các bạn, bởi vì hiện tại tôi đang thiếu cỏ anh em, chưa đủ để đổi. Có điều đấy ha, hết rồi các bạn, có một đánh boss nữa thôi. Bây giờ kim từ tháp 1P, tại đây thì anh em có thể kiếm thêm tướng thường. Ở đây thì mùa này chúng ta mở ra đến bullet chưa? Để tôi nhìn anh em. Có Luffy này, có Lami Walo này. Tập trung tí các bạn. À đây anh em bullet đây các bạn này, bullet đây. Đó, bullet đã có tướng hiếm. Tướng hiếm chưa mở đến Zoro các từ anh em. Sanji Hắc ẩn chưa mở anh em. Chúng ta mới có ở bên tướng thường có bullet mấy cái thôi anh em. Các thứ đấy thì bạn nào thiếu thì lấy thêm. Đó, tôi 140 đánh boss rồi. Đánh boss thì chắc xử lý sau. Trước mắt chúng ta sẽ đi xử lý xô vòng quay đi anh em. Có 670 87 8872 à. Đâu 8868864. Ok, 8 vòng bạn, 2 lượt. Ok anh em, dùng luôn. Dùng cái này thì không thể quên được, vào đây quét anh em, 3 lượt. Mà không biết bao giờ mở thêm tính năng Zoro đây nhỉ, nhắc mới nhớ anh em, không biết bao giờ Nami mới mở thêm cái tính năng này ra. Tít. Ui, chắc 1 năm rồi chứ, hơn 5 rồi chứ các bạn. Từ khi đợt ra tính năng này thì bây giờ phải hơn 5 rồi. Mà máy thấy Nami ứ hự rồi về cái tính năng này ta. Không biết là tương lai nó trên như thế nào các bạn. Đá này ngóng chờ các bạn, đá này ngóng chờ kê. Ok, 7856 886498 72. Ok, 8 vòng, 2 lần sự kiện. 8000 xu, vẫn chưa được pool anh em. Xem kiếm thêm xu nữa mới được các bạn. Trong túi giờ nhận chốt nốt chuyện này về nữa được hơn 300 thùng bia cho bao nhiêu. Tuần 6 biết tướng mới chưa, xem tính toán anh em. Chắc trước mắt chúng biết nó đập thùng không ta. Anh biết nên sấy thành nguyên không, xả thành nguyên không. Thật sự là hiện tại tôi vẫn hơi hoang mang, chứ biết là có nên xả thành nguyên không các bạn.
Nên xả cũng được, không xả cũng chả sao, cũng chả ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng cá nhân mình thì đang tính thôi anh em, tính toán là phải tính toán tí. Tại trong túi còn hơn 600 cốc bia vàng. Nốc nốt chỗ này nữa vào là gần 1.000. Chưa đủ để full nè, nhận quà quà anh em được 70 thùng bia nữa, 90 để đánh boss. Chúng ta có lễ hội tặng thịt anh em. Đây, tại đây thì các bạn có thể tặng thịt để kiếm thêm đấy này, 30 cốc bia vàng, 10 thùng bia. Ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm ở đây nữa anh em nhé, 1k kim cương các bạn được 2 năm cục thịt cộng 20 cốc bia vàng. Đó. Và tiếp tục các bạn có thể tặng luôn 4 cục. Ây da, nó tròn mình rồi. 4 cục phát nữa anh em tặng tiếp. Chơi luôn, phô máu luôn, sợ gì, tầm này sợ gì anh em. Đừng đùa với tôi, tính bữa nay hơi lóng á. Được 9k cỏ các bạn, thiếu 1k nữa là ngon. Đã được 300 cốc bia vàng nữa là tròn 1093 thùng anh em. Thế nhưng mà hiện tại không đổ được hết rồi. Trước mắt thì chúng ok nó cho đổi này luôn hả? À, ok 18 lần anh em, 270 còn 2 lần nữa. Ok, xem túi trước, túi chúng ta hiện tại 12.015, thoải mái túi đập anh em. Ok, xem nào, hiện tại tôi đang có 15k điểm và đây có 1.000 cốc bia vàng, tới luôn anh em nha. Ok, sang ngọn nha, tính ra được 3 vòng mới đủ không? Ok, bị nát hay sao kìa, các bạn nhìn kìa, chứ chiêu mộ thôi kìa anh em. Bị lag kìa, game như kiểu bị lag anh em. Có mỗi chiếc chiêu mộ hải tặc các bạn. Ô, hôm nay bị lag à? Ô, một sao quà nhiều nhờ. À đủ rồi anh em, đúng vừa đủ 3 vòng. Gom về thêm được 90 thùng bia, 210 lượt đánh boss anh em. Cũng được các bạn, nói chung là cũng ngon. Ok, lấy hộ 1P. Check qua sự kiện nào. Trước mắt chiêu mộ hải tặc, chúng ta đang bước vào vòng số 4 rồi các bạn nha. Xu vòng quay thì còn 2 vòng nữa, chứ một đặc biệt thì tôi chưa chơi anh em. Chúng ta sẽ ghé qua kim tự tháp thử coi là bên tướng thường lo. Tôi sẽ nhắm vào room Nami anh em nhé, mong rằng giá ớt ra được 1-2 Nami qua lô thì tuyệt vời. Ui, một chi. Boss được bao nhiêu lượt rồi, 440 lượt đánh boss rồi anh em, đủ 20 dương rồi đấy. Chúng ta còn được bao nhiêu thùng bia anh em, mới được 465 thùng bia thôi. Nếu mình phang xuống đồng bia này thì nghe hơi căng. Trước mắt là chắc chúng ta sẽ đi mở rương kim cương đi anh em. Thôi, hôm nay rảnh đằng nào cũng còn thời gian clip rất là dài anh em. Với sự kiện rảnh này thì chúng ta sẽ đi mở luôn rương kim cương anh em. Xem này có rehot không. Biết đâu được phẩm nhân rơi ra anh em. Rơi ra nhân phẩm thì sao. Đấy, đánh anh bây giờ 40 chỗ này được 20 là 6k. 6k là phải được 13k kim cương rồi các bạn. Cơ bản mở ra được khoảng 50k thì ngon anh em. Nó bứa đến 50k phát. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng đầu tóc không còn cái nào, tao vẫn ôm nhau. Mong sao là như vậy thôi anh em. Ok, sắp tôi tính 13 mà sao được. Thôi bỏ đi anh em. Ok, chúng ta được 20 rương kim cương. Và kim cương thì chúng ta có tỷ lệ mở từ 500 cho đến tận 50k kim cương. Không biết là nên sốc lỗi hay là chơi kiểu nhỏ giọt đây. Chắc nhỏ giọt anh em, lâu lắm rồi mình cũng không chơi nhỏ giọt nhỉ. Ôi giời ơi, 500. Chưa biết thế nào chứ tôi thấy hơi oảng anh em. Úm ba la thần. Đọc con chú nào không lý ra nhỉ. Thế linh linh điện linh đinh. Cô không lý anh em. Mở ra các bạn. Uầy chưa 3k rưỡi. Phát này mà không ra kim cương nữa thôi anh em, vứt 5 dương lại nút khác mở. Mở nào. Chủ nói phát cho ngay anh em 4k nữa là được 7k rưỡi kim cương. Ừ, đúng kiểu ấy, bây giờ mày mở lốt đi, mày mở tao không cho mày cái gì đâu. Cảm giác nguy hiểm quá các bạn. Đây nãy giờ hù biết rồi, nói biết rồi, giờ còn 5 rương cuối đây. Biết mà, đúng rồi anh em, thấy tao nói đúng không? Đấy, tôi mở dương đầu tiên tôi bảo là lần 2 không ra tôi mở nữa. À quên, lần 2 mở ra 3k lần tôi bảo không ra là không mở nữa. Cho ngay 4k kim cương dụ dụ anh em. Thế là mình bị lừa rồi. Ok, được thu về được 7k kim cương, tổng lên được 19k thôi thì cũng được anh em. Cũng được. Tính các bạn quẩy sự kiện thôi, thôi xong nữa tay rồi. Chán mình thế nhờ. Cũng may đáng còn kim cương vớt lại tí anh em.
Shop nào, mua điểm anh em. Mày em còn kim cương vỡ lại được phát anh em, không là lại ngồi nhặt không kịp. Cái khoản vé hành tay rồi còn đi auto và quay thường nữa bạn, cũng nên chịu bản thân. Nhiều khi cũng thấy mình khó hiểu quá. Ok, thu thêm được ít thùng bia, ít tài nguyên. 15 lượt anh em, 10 thùng bia nữa. Chắc là chúng ta phải đập thùng anh em. Đập thùng thì may ra mới rớt được nhiều tài nguyên để chơi thêm. Chứ hiện tại nhìn đến đây thì cũng không ăn thua các bạn. Mà mở dương thì hơi đen các bạn, cũng 19k, đã được 505 thùng bia rồi, 63 cốc bia vàng. Ok, form thì chúng ta có 40 mấy form này anh em này. Chúng ta sẽ ngồi mở form luôn nha. Ui, được rồi anh em, bù đét. Hết vui. Băng cái lăng. Ra shop. Thề vớt cho chị đẹp Nami Wallo qua nào. Luffy Wallo tôi có rồi. Thứ kêu cần lúc này là Nami Wallo. Hãy vớt cho tôi một chị đẹp thôi. Rồi. Không rớt được anh em, không rớt được Nami Wallo anh em. Tất quỷ ở đây đấy, hai Nami nhưng mà phải Nami Wallo anh em. Tất nhiên thì cũng không phải là nó cũng không phải là cỏ rác mà nói là ra được ngay anh em. Ok, đây chúng ta còn có một quyển nữa, vậy là chúng ta hiện tại còn thiếu mất hai form nữa anh em. Hai form nữa là chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận và có thể đổi được chị đẹp Nami Wallo. Đây còn 8 lần nữa anh em. Tạo mới lấy niềm tin nào, nếu ra được thì chúng ta chơi tiếp, còn không dẹp luôn qua bên cho nó khỏe. Ok, đây là toàn bộ thông tin và sự kiện tuần này. Anh em quẩy nâu rồi mở được bao nhiêu kim cương hay comment lại dưới video. Ngoài ra các bạn có vấn đề hoặc thắc mắc gì đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phần comment. Còn đâu video ngày hôm nay tôi sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Đừng quên để kênh một like và một subscriber để ủng hộ tinh thần cho kênh chủ kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ thì bye bye.